Sau cơn mưa trời lại nắng. Xin chào đại gia đình mình nhé. Mưa suốt đêm hôm qua, bây giờ thì chiều cũng đã tạnh rồi. Không biết là nó cam nó có lứt không. Thì mình đi vào vườn cam canh thăm vườn xem là nó có bị lứt không đây mọi người nhé. Cực sợ luôn, sợ nhất là sau mưa nó lứt nhe. Đấy, đây này, lứt đây này mọi người này. Nhưng tỷ lệ thì nó vẫn chỉ là lác đác thôi. Nhà mình thì tỷ lệ nó vẫn là lác đác. Những quả nào mà nó có bị một vết bấu ở đây là y rằng sẽ bị lứt. Đấy. Nhưng mà tỷ lệ nào mà nhiều thì nó sẽ bị lứt nhiều, mà tỷ lệ ít nó sẽ lứt ít mọi người nhá. Đây. Víu hết xuống rồi này mọi người này. Vọng hết xuống rồi. Đấy. Quả vạch lên mới biết thấy mọi người nhá. Đấy. Bây giờ thì càng mưa này nó càng rủ xuống mọi người. Mọi người vạch lên thì mọi người mới thấy. Mọi người thấy không ạ? Quả đây. Sai như này nhưng mà thật sự chùm này nhà mình chưa thấy nứt. Đấy. Đây mọi người này, đầu ngọn này. Những quả nào mà vào rốn nó có một vết bấu như kiểu có móng tay bấu ấy, là y rằng bị lứt mọi người nhá. Đấy. Và sau mưa như này thì không biết là liệu nó có lứt nữa không. Nhưng mà ngày mai nữa thử xem, chắc chắn là xem nó có lứt không. Nếu như nó lứt là ngày mai nữa là nó tiếp tục nó lứt. Mình sẽ đánh dấu vào một cái chùm này sai nhất mọi người nhá. Mình sẽ để ý xem chùm này sai nhất xem mà mai nó có lứt nữa không. Đấy. Nếu như nó mà tiếp tục nó lứt ấy, là nó sẽ là hiện tượng nó bị cái tỷ lệ là mưa nhiều, do nhiều. Đấy, mọi người xem nhá. Này, thừa nước là nó sẽ yếu tố nó đẩy càng nứt ác luôn, đúng không ạ? Cành này mình chưa buộc được đây mọi người này. Phải buộc cành này không là nó sẽ thôi lũn, nó rụng hết. Đấy. Nâng lên là nó sẽ có quả ở dưới mọi người. Bây giờ mọi người nhìn tổng thể như này thôi, nhưng mà mọi người phải vào gần thì nó mới thấy quả. Tại bây giờ quả nó chưa to được, nó chưa chín. Đây mọi người này, mọi người thấy không ạ? Nhìn từ xa này thì chẳng thấy quả mấy đâu, nhưng mọi người vào gần xem. Này, quả đây mọi người nhá. Đấy. Đây. Quả đây mọi người này. Đấy. Này là cũng phải đi buộc ốm rồi mọi người. Này là nhà mình cũng phải đi buộc ốm rồi. Đây, lại nứt tiếp đây mọi người này. Đấy, cũng có tỷ lệ lứt. Đây này, mọi người xem này, có một vết bấu như này đi rằng bị lứt. Đấy. Như một người bấu ở đít luôn. Là nó sẽ lứt mọi người nhá. Đấy, nó bắt đầu nó trục chiếu hết rồi. Nó rút hết xuống rồi mọi người. Mọi người xem này. Đấy. Này mà mình phải buộc thôi, không buộc là nó sẽ sau này nó sẽ những cái cành nó sai này, nó dập vào nhau này, nó không chín được mọi người. Những cái quả nào không bị một vết ở đít thì không bị, những quả nào mà bị cứ bị một này là y rằng nó sẽ bị rụng. Nó bị lứt hết. Đấy, mọi người xem này. Đấy. Tỷ lệ lứt ít mọi người. Đây mọi người xem này. Lứt ít nhá. Đây. Ít lứt. Đấy. Nhìn tổng thể cả cây thì chưa thấy lứt mấy mọi người. Đấy, đây, cũng lứt đây này. Đây. Quả này là lứt cũ mọi người. Đen rồi. Cái này là đen là lứt cũ rồi. Nứt cũ rồi mọi người nhá. Đây mới là lứt mới này mọi người. Cái quả này là lứt cũ. Đấy, quả này là lứt mới. Đây là lứt mới này. Trắng cái này là lứt mới. Chắc là mưa tối qua nhiều nên là nó lứt. Đấy, mọi người xem. Chùm chùm cái này không bị lứt. Đấy, mọi người này. Tỷ lệ lứt ít mọi người nhá. Đấy. Như này là vẫn thoát, vẫn đạt. Đấy. Như này. Vẫn đạt mọi người. Lứt ít. Ui, chuyện kia sai không được. Lứt ít. May quá mọi người. Hôm mình lội vườn đến đây, mình tạm dừng video tại đây, mình đi vào trong vườn V2 của nhà mình để mình kiểm tra nữa mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.